Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thiếu vốn, bệnh viện không mọc nổi, Bộ Công an bung núi tiền xây nhà hát. Cho tới nay, người dân Hà Nam và một số tỉnh lân cận dài cổ chờ đợi hai dự án đi vào hoạt động. Đó là cơ sở 2 của Bệnh viện Việt và Bệnh viện Bạch Mai, tổng trị giá 9.000 tỷ đồng. Khi hai dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động, sẽ giúp người dân Hà Nam và các tỉnh lân cận tiếp cận được những dịch vụ y tế chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, hai dự án này đang trong cảnh hoang hóa, cỏ dại mọc cao ngút bên ngoài tường bao quanh thành điểm căng bản bán hàng. Tại Bình Dương, một tỉnh giàu nhưng tình trạng vẫn không khá hơn, dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương sau nhiều năm xây dựng vẫn chưa được hoàn thành để phục vụ việc khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tại phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là công trình trọng điểm của tỉnh với vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, gồm 17 tầng hiện đại khang trang. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 2 tại Hà Nam xây nửa chừng rồi lại bỏ hoang. Đấy là những công trình vừa tốn tiền vừa không giúp ích gì cho người dân. Nguyên nhân thì cũng quanh quẩn hai từ vốn đâu ra. Ngành y tế thật thảm hại. Trung ương Đảng duyệt chi ngân sách cho Bộ Y tế chỉ với 7.467 tỷ đồng một năm. Một ngân sách eo hẹp như vậy thì việc gọi vốn để xây bệnh viện là vô cùng khó khăn. Chính vì thế bệnh viện không thể nào mọc nổi là điều dễ hiểu. Quan chức trung ương có quyền tác động vào ngân sách cho Bộ Y tế thì họ lại không quan tâm đến bộ này, quá nghèo. Bởi nếu có bệnh thì họ đi Mỹ, đi Nhật, đi Singapore chữa trị. Họ không làm bệnh viện trong nước nên họ không quan tâm, mặc người dân. Trong khi đó, ngân sách của Bộ Công an thì được duyệt chi đến 99.953 tỷ đồng, làm tròn là 100.000 tỷ đồng. Khi chúng tôi đưa nghị quyết 70 về phân bổ ngân sách năm 2023 cho những người dân xung quanh xem, thì họ bột miệng nói rằng, đại ý, tiền đổ cho công an ăn ngập mặt, còn tiền cho y tế thì chúng lại bóp đến thảm hại. Con số đã nói lên tất cả. Đảng tuồn tiền cho Bộ Công an quá nhiều và xem Bộ Y tế chẳng ra gì. Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai cũng chung số phận. Ngành công an là ngành thuộc lĩnh vực sử dụng bạo lực. Ngày trước khi các quan văn thường hay khinh thường quan võ, coi họ là thành phần võ biệt, hữu dũng vô mưu. Nhưng nhóm quan võ chỉ biết tuốt gươm ra dọa nạt, chỉ ít ông võ tướng nào hiểu về văn hóa, thích thơ ca, nhạc họa. Việc xây nhà hát cho Bộ Công an là một công trình lãng phí rất lớn tiền thuế của người dân. Nhà hát tại Hà Nội không sử dụng hết công suất mà vẫn cứ phải xây thêm. Xây nhà hát không phải để phục vụ cho đời sống tinh thần của các quan chức ngành công an mà xây chỉ để có dự án nhằm mục đích kiếm trác chia nhau. Dự án hàng ngàn tỷ đồng là cơ hội để những người liên quan tìm kiếm những khoản lại quả khổng lồ. Kẻ ăn không hết, người lần không ra là câu thành ngữ rất đúng trong trường hợp này. Công an ăn không hết số tiền 100.000 tỷ đồng nên phải vẽ ra dự án vô bổ để một rút tỉa cho hết. Còn người dân thì lần không ra bệnh viện. Bởi bệnh viện vốn đã thiếu mà lại không thể hoàn thành dự án vì thiếu vốn. Thực trạng này đã tồn tại rất nhiều năm qua, nhưng nhóm lãnh đạo ở Trung ương không chịu điều tiết để ngành y tế Việt Nam có được cơ sở vật chất khá hơn. Bộ Công an quá thừa tiền nên đem xây nhà hát. Từ nhiều năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam cứ nhai đi nhai lại câu khẩu hiệu vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Xã hội công bằng ở đâu khi ngành công an thì tiền ngập mặt mà y tế, ngành chăm sóc sức khỏe cho nhân dân lại lần không ra. Thực tế đã nói lên tất cả và khẩu hiệu chỉ là những lời nói sáo rỗng. Sẽ không có sự công bằng nào một khi Đảng Cộng sản Việt Nam còn nắm quyền ở Việt Nam. Dân là đối tượng để Đảng khai thác, chứ không phải là đối tượng để Đảng phục vụ. Sẽ không có vì dân nào hết, mà chỉ có vì Đảng. Đổ tiền vào công an đến ngập mặt và bỏ dân thiếu thốn đủ bề. Điều này như thuộc về bản chất của chế độ. Muốn thay đổi xã hội, chỉ có cách
thay đổi chế độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin thiếu vốn bệnh viện không mọc nổi, Bộ Công an bung núi tiền xây nhà hát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nhà cầm quyền chơi bẩn, dùng luật 331 tấn công ba luật sư bào chữa cho Tịnh Thất Bồng Lai. Điều 331 trong Bộ luật hình sự năm 2015 mà tiền thân của nó là điều 88 trong Bộ luật hình sự năm 1999 có nội dung như sau. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 năm cho đến 7 năm. Công an tại Long An dùng điều 331 Bộ luật hình sự để mà tấn công ba luật sư bào chữa cho vụ trong Tịnh Thất Bồng Lai. Điều đáng nói là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác đã được Hiến pháp Việt Nam đảm bảo. Người dân sử dụng các quyền này đã tuân thủ theo Hiến pháp, tuy nhiên chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lại cố tình đánh tráo khái niệm. Xét về hành động thì vận dụng hay lợi dụng cũng là điều là sử dụng các quyền đó. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ra Hiến pháp nhưng không muốn dân vận dụng Hiến pháp, thì họ ghép vào tội lợi dụng rồi bắt bỏ tù. Đây là một sự gian trá của chính quyền Cộng sản. Họ muốn trà đạp lên Hiến pháp nên đã đánh tráo khái niệm rồi tự cho mình cái quyền cấm những hành động mà Hiến pháp đã quy định. Vụ Tịnh Thất Bồng Lai là vụ án gây nhiều tranh cãi. Chính quyền không muốn xã hội bóc phốt bộ mặt thật của cơ quan tố tụng hình sự nên đã dùng tới điều số 331 của Bộ Luật Hình sự vào năm 2015 để truy bắt các luật sư bào chữa cho nhóm bị can của Tịnh Thất Bồng Lai. Những vị luật sư này am hiểu luật pháp, phân tích phải trái của vụ án trên, nên lòi ra dấu hiệu oan sai mà cơ quan điều tra tỉnh Long An đã gây ra. Do đó, chính quyền đã dùng điều 331 để mà ghép tội các luật sư. Hành động này, chính quyền là cách che đậy của những tất khuất trong vụ án. Bà Nguyễn Phương Hằng cũng bị bắt vì điều số 331. Mới đây, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm ba người là luật sư từng bào chữa cho các bị cáo ở Tịnh Thất Bồng Lai. Lý do để họ truy tìm được giải thích là ba vị luật sư này có dấu hiệu phạm tội, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Ba luật sư này bao gồm Nguyễn Văn Miếng, 57 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Đào Kim Lân, 56 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh và Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công an Long An cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã thụ lý, kiểm tra, xác minh tin báo và đã gửi giấy triệu tập nhiều lần đến ba người này nhưng họ không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt. Có lẽ không ai không biết vụ án Hồ Duy Hải. Đây là vụ án nói lên sự vô pháp, vô thiên và sự tùy tiện của Công an tỉnh Long An. Để ép chết Hồ Duy Hải, Công an Long An đã mua tấm thớt ngoài chợ về làm tang thật thay vì dùng tấm thớt dính máu thật thu tại hiện trường. Rồi con dao gây án cũng mua ngoài chợ, rồi cái ghế được cho là dụng cụ gây án cũng được mua ngoài chợ. Còn dấu vân tay tại hiện trường và dấu vân tay của Hồ Duy Hải cũng không trùng khớp với nhau. Vậy một vụ án này được cả hệ thống tư pháp Việt Nam thừa nhận những vật chứng giả đến như thế. Chưa có một cơ quan công an nào bất chấp như Công an tỉnh Long An. Bàn tay Công an tỉnh Long An đã tạo ra một vết nhơ lớn trong ngành tư pháp của Việt Nam. Nguyên tắc soạn thảo luật pháp là luật mới được làm ra không được chồng chéo với luật khác, không mâu thuẫn với luật khác và đặc biệt ngôn ngữ phải rõ ràng, dễ hiểu, không dùng cách mô tả không rõ ràng. Đặc biệt là các luật không được mâu thuẫn với hiến pháp. Tuy nhiên, điều số 331 Bộ luật hình sự
thì không được rõ ràng. Hơn nữa, nó còn mâu thuẫn với hiến pháp. Tuy nhiên, nó vẫn được nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng. Có người cho rằng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng hành động vô pháp nếu họ thấy cần thiết, và lúc đó họ sẽ dùng điều luật 331 mơ hồ này để mà chụp mũ cho những ai có thể làm cho họ lòi ra mặt chuột. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Chính quyền chơi bẩn dùng luật 331 tấn công ba luật sư bào chữa cho vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de